Báo Lao động Thông tin theo Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ, áp thấp 91W có khả năng thấp phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới trong 24 giờ tới. Vào hồi 6 giờ ngày 13 tháng 10, sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp vào khoảng 30 đến 35 km/h. Áp suất mực nước biển tối thiểu ước tính là gần 1.008 hPa. Hình ảnh hồng ngoại cho thấy một trung tâm hoàn lưu ở tầng thấp đang tổ chức chậm với sự bùng phát đối lưu ở phía bắc đã kéo dài trong 12 giờ qua. Hình ảnh vệ tinh của Cục Quản lý Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA thu thập từ dữ liệu máy đo tán xạ nâng cao ASCAT METOPB OPB cho thấy sức gió 30 km h ở phía Bắc bên dưới sự đối lưu đã nói ở trên và gió yếu hơn dưới 18,5 km h ở phía Nam. Phân tích cho thấy các điều kiện thuận lợi cận biên với sức gió đứt từ cấp thấp đến trung bình 28-37 km h luồng gió yếu hướng ra xích đạo ở trên cao và nhiệt độ bề mặt biển ấm 30 độ C. Theo các mô hình dự báo bão, xác định và tổng hợp hiện tại cho thấy trong 48 giờ tới áp thấp ít hoặc không có khả năng phát triển thêm. Trong bản tin dự báo nguy cơ bão áp thấp ngày 13 tháng 10 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, từ nay đến ngày 17 tháng 10, không có áp thấp nào hình thành bên trong các khu vực dự báo của Philippines, PR. Tuy nhiên, trong tuần từ 18 đến 24 tháng 10, khả năng xuất hiện một áp thấp ở phía đông khu vực dự báo PR với khả năng thấp mạnh lên thành bão. Trước đó, Pagasa dự báo có từ 4 đến 7 cơn bão hình thành bên trong hoặc đi vào PR trong quý 4 năm 2024. Hai hoặc ba cơn bão được dự báo sẽ xảy ra trong tháng 10 và một hoặc hai cơn bão vào tháng 11 và tháng 12. Hầu hết các cơn bão trong tháng 10 đều đổ bộ vào lưu rông, trong khi các cơn bão vào tháng 11 và tháng 12 chủ yếu tấn công Vicon, Đông Visayas và Đông Mindanao. PAGASA cũng đang theo dõi khả năng phát triển của La Nina ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. PAGASA trước đó cho biết có 71% khả năng La Nina hình thành vào tháng 9, tháng 11 năm 2024 và có khả năng kéo dài đến tháng 1, tháng 3 năm 2025. Đối với Philippines, La Nina có thể gây nhiều mưa hơn và nhiều bão hơn. Trong mùa bão 2024 tính đến nay, Philippines đã chịu ảnh hưởng của 10 cơn bão. Theo báo Lao động, tin bão áp thấp mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, gọi tắt là JTWC của Hải quân Mỹ xác nhận sự tồn tại của áp thấp gần Philippines. Áp thấp mới gần Philippines được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp chỉ định là Invest 91V. Áp thấp này đang ở trên biển Philippines và đã tồn tại được khoảng 8 giờ. Theo dự báo bão áp thấp của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tiếp theo. Các mô hình dự báo cũng nhận thấy áp thấp này sẽ có sự phát triển tương đối yếu trong hai ngày tới. Trong khi đó, dự báo áp thấp nhiệt đới mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA cập nhật vào ngày 11 tháng 10 dự kiến chỉ có một áp thấp có khả năng hình thành gần Philippines trong tuần từ ngày 18 tới ngày 24 tháng 10. Dự báo tuần từ ngày 11 tới ngày 17 tháng 10, các nhà dự báo thời tiết nhận thấy có ít khả năng hình thành áp thấp trong khu vực dự báo PMD của PAGASA. Trong khi đó, tuần từ 18 tới 24 tháng 10 dự kiến có một áp thấp nhiệt đới hình thành trong vùng từ phía đông của khu vực dự báo của Philippines PAR tới khu vực dự báo TCAD của Pagasa. Áp thấp nhiệt đới này cũng ít có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới. Do đó, trong dự báo bão mới nhất, Pagasa khẳng định sẽ không có khả năng có cơn bão nào đe dọa Philippines trong vòng hai tuần tới. Theo cập nhật mới nhất của CBS News, đến sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cơn bão Milton đã khiến ít nhất 16 người chết. Ngoài ra, gần 1.000 người được giải cứu, theo CNN. Bà Susan Sepp, một cư dân 70 tuổi tại thành phố ở bờ biển phía đông Florida, nơi bốn người cao tuổi thiệt mạng sau khi cơn lốc xoáy đi qua, cho biết, thật đáng sợ. Bà nói thêm, họ đã tìm thấy một số người chết ngay bên ngoài, trên một cái cây. Chồng của bà Sếp, ông Bin cho biết một cơn lốc xoáy đã cuốn phăng chiếc nhà di động được làm bằng xe tải nặng 22 tấn của tôi và ném nó ra ngoài sân. Người đàn ông 72 tuổi chia sẻ vừa đáng sợ vừa đau lòng khi chứng kiến nhiều thiệt hại và mọi thứ bạn thực sự yêu mến đều biến mất. Nhưng đó chỉ là đồ vật và may mắn là chúng ta vẫn còn ở đây. Đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, khi sức gió giảm xuống còn 150 km h bão Milton đã hạ xuống cấp 1 nhưng vẫn còn nguy hiểm mưa rất to và những cơn gió tàn phá vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại khu vực trung tâm Florida. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét vẫn có hiệu lực, NHC cảnh báo. Ít nhất 2,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện tại bang Florida vào cuối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương và con số này đã vượt qua 3 triệu vào sáng ngày 10 tháng 10. Các sân bay ở Tampa và Sarasota đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, theo thông tin từ trang Power .us, phía tây bang Florida, gió vẫn tiếp tục quần thảo dữ dội và mưa như chút nước. Đường đi của bão Milton ảnh hưởng tới khu vực bờ biển phía tây Florida nơi có các thành phố là Tampa, San Petersburg, Sarasota và Fort Myers. Tampa, khu vực đô thị với khoảng 3,1 triệu người sinh sống, đã không bị một cơn bão lớn tấn công trực tiếp trong hơn 100 năm, nhưng tuần này Tampa nằm trên đường đi trực tiếp của Milton. Khu vực đô thị Tampa ghi nhận lượng mưa từ 3 tới 5 inch, tương đương 76 tới 127 mm mỗi giờ sau khi bão đổ bộ. Đài CNN tường thuật, khu vực thành phố Saint Petersburg đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Thành phố này ghi nhận lượng mưa hơn 16 inch, tương đương 406 mm chỉ trong 3 giờ, tương đương với lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gộp lại. Ngày 10 tháng 10, nhà chức trách bang Florida của Mỹ cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi bão Milton gây lốc xoáy tan phá bang này, đồng thời gây lũ lụt tại các vùng đất thuộc khu vực Vịnh Tampa. Sức khỏe và đời sống đưa tin, tờ Reuters dẫn lời thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết bang đã tránh được tình huống tồi tệ nhất, nhưng cảnh báo rằng thiệt hại vẫn rất lớn và nguy cơ lũ lụt vẫn còn cao tại quận Saint Lucie, bờ biển phía đông của Florida, các trận lốc xoáy đã khiến 5 người tử vong, trong đó có hai người ở khu dân cư người cao tuổi. Nhiều khu vực như Tampa và Saint Petersburg cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề từ gió mạnh và lốc xoáy. Hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida đã bị mất điện vào chiều ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Một số khu vực có thể sẽ mất nhiều ngày mới khôi phục được điện, đặc biệt là những nơi vừa bị tàn phá bởi cơn bão Helen cách đây 2 tuần. Bên cạnh đó, cơn bão cũng đã làm hư hại sân vận động Tropicana Field ở Saint Petersburg, nhưng may mắn là không có thương vong. Theo báo Việt Plus đưa tin, bão Milton, can quét bang Florida của Mỹ hồi giữa tuần, đã tàn phá trên diện rộng, thổi bay mái vòng của sân vận động Tropicana ở Saint Petersburg với sức gió lên tới hơn 190 km h và khiến 3,4 triệu người rơi vào cảnh mất điện. Cơn bão cấp 3 đã xé toạc hầu như toàn bộ phần mái của sân Tropicana, là sân nhà của đội Tampa Bay Rays thuộc giải bóng chày Major League, gọi tắt là MLB. Theo truyền thông địa phương, vài mái che sân vận động này được làm bằng sợi thủy tinh phủ teflon và được thiết kế để chống chịu sức gió lên tới 185 km h Những hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những mảnh vải bay phần phật trong gió và cảnh mái vòm tây tả khi cơn bão đi qua. Khung của sân vận động có sức chứa là 42.000 người này có vẻ còn nguyên vẹn, nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ. Theo trang mlb.com, sân Tropicana được xây dựng vào năm 1990 với chi phí là 138 triệu đô la Mỹ, không có hệ thống thoát nước cho sân sân Tropicana dự kiến sẽ được phá bỏ và thay thế bằng một sân vận động mới trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ trong khu Gas Plant thuộc khu phức hợp có trung tâm là sân bóng chày hiện đại. Đây là quãng thời gian khó khăn đối với Florida, địa phương còn đang phục hồi sau một cơn bão lớn khác là bão Helen xảy ra chỉ vài tuần trước. Helen, bão cấp 4, là cơn bão chết chóc nhất kể từ sau khi cơn bão Katrina năm 2005 với số người thiệt mạng trong thảm họa vượt quá 225 trên 6 tiểu bang trên mạng xã hội race cho biết chúng tôi vô cùng đau buồn trước thiệt hại mà rất nhiều người phải gánh chịu sau các cơn bão helen và milton lúc này ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng và đội ngũ của mình trong vài tuần tới chúng tôi hy vọng có thể đánh giá được tình trạng thực sự của sân tropicana hiện chúng tôi đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ tòa nhà